Chào mừng em đã quay trở lại với X Studio. Có thể thấy là trong thời đại hiện nay thì việc con người ngày một phụ thuộc vào smartphone là điều hoàn toàn dễ hiểu, và điều này cũng kéo theo sự thay đổi lớn trong cách sống của chúng ta so với trước đây. Bên cạnh những lợi ích như là giúp chúng ta làm việc này, kết nối nhanh hơn, thì mặt trái của smartphone cũng khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ khá là oái oăm. Đặc biệt là những chứng bệnh mới cũng xuất phát từ thói quen dùng smartphone mà ra. Và sau đây là tổng hợp nhanh của X-Studio về những hội chứng bệnh kỳ lạ đang xảy ra với rất nhiều người nghiện smartphone hiện nay. Nên là anh em nhớ mà phòng tránh nhá, đừng nên lạm dụng quá. Bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Đầu tiên đó là hội chứng mọc sừng. Mới đây, các chuyên gia từ Đại học Sunshine Coast, Úc đã thực hiện một nghiên cứu trên 1.200 người trẻ trong khoảng từ 18 đến 30 tuổi. Họ đã theo dõi bản chụp X-quang hộp sọ của các ứng viên và phát hiện ra một hiện tượng hết sức bất ngờ. Khoảng 1/3 trong số đó có một gai xương mọc ra từ phía sau hộp sọ, trông giống như là một chiếc sừng nhỏ vậy. Nguyên nhân được cho là vì thói quen nghiêng đầu về phía trước khi sử dụng smartphone và các thiết bị điện tử cầm tay khác. Hành động này khiến trọng lượng dồn từ đốt sống cổ về phía các cơ sau đầu, khiến hộp sọ phải mọc thêm đốt xương để giảm bớt áp lực. Có thể so sánh điều này với hiện tượng mà da mọc thành chai tay khi liên tục phải chịu áp lực cọ sát với môi trường bên ngoài. Thông thường đốt xương này chỉ ẩn bên trong đầu, nhưng có một số trường hợp cảm nhận được họ có nó. Và dù chưa ghi nhận trường hợp nào lộ hẳn ra ngoài, nhưng hiện tượng này cũng cho thấy một sự thực là con người ngày nay đang sử dụng điện thoại quá nhiều. Để tránh có ngày mọc sừng, hãy luôn ngồi thẳng lưng, tránh cúi gập người khi sử dụng điện thoại, và nhớ là sau 1 giờ cần phải để cơ thể nghỉ ngơi. Còn đối với các anh chị trai thanh gái lịch thì cũng phải quản lý người yêu của mình cho tốt để không bị mọc sừng nha. Hội chứng thứ hai, cổ tin nhắn, text neck. Cụ thể, một nghiên cứu mới đây do bác sĩ phẫu thuật cột sống Jason Keeler và Todd Lyman từ Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ đã chỉ ra rằng chúng ta đang có xu hướng cúi đầu quá nhiều khi sử dụng điện thoại, với độ cong về phía trước khoảng 45 độ. Con số này khủng khiếp hơn, lên tới 50 độ, 60 độ khi sử dụng điện thoại lúc đang ngồi. Lyman cho biết, ở tư thế thẳng cổ, đầu của chúng ta phải chịu áp lực khoảng 4-5 kg, nhưng chỉ cần cúi xuống 15 độ, áp lực đã lên tới 12 kg, và khi nghiêng 60 độ, đó là 27 kg. Vậy phải làm sao? Các bác sĩ tin rằng lời khuyên tốt nhất lúc này là giảm tần suất sử dụng điện thoại xuống, đồng thời tăng cường các đợt nghỉ trong khi sử dụng. Ngoài ra, hãy chăm tập các bài giúp cải thiện sức mạnh cơ cổ và vai. Hơn nữa, Lyman cho rằng khi ngồi sử dụng điện thoại, ít nhất hãy đặt khuỷu tay lên bàn, đưa điện thoại ngang tầm mắt. Tư thế đó vừa tốt cho cổ, vừa giảm được áp lực cho vai và cánh tay. Thứ ba là hội chứng ngón cái nhắn tin, texting thumb. Thực ra chứng bệnh này chưa có chẩn đoán chính thức, nhưng có rất nhiều người ghi nhận cùng một triệu chứng giống nhau nên người ta đã đặt cho nó cái tên như vậy. Đây là hội chứng khiến người ta cảm thấy đau đớn, khó chịu do động tác nhấn và quẹt màn hình quá nhiều, gây chuột rút ngón cái và phần dưới bàn tay. Thậm chí có trường hợp nặng đến mức cần phải phẫu thuật. Theo như ghi nhận của các bác sĩ tại Đại học Rush, Chicago, Hoa Kỳ, y học hiện vẫn chưa ghi nhận sự liên hệ giữa căn bệnh này với việc sử dụng điện thoại quá mức. Dù vậy, có một số chuyên gia khuyên rằng nếu thấy các triệu chứng tương tự, bạn cần phải sử dụng smartphone một cách điều độ hơn, cho ngón tay nghỉ ngơi nhiều hơn và thường xuyên thực hiện các động tác giãn cơ tay mỗi khi mỏi. Hội chứng thứ tư, hội chứng mắt máy tính, Computer Vision Syndrome. Khi nhìn vào màn hình điện tử trong thời gian quá dài, dù là máy tính, smartphone hay là tablet, mắt sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi và gây ra một số vấn đề về thị lực, được gọi chung là hội chứng mắt máy tính. Các triệu chứng này thường gặp là đau, mỏi mắt này, mắt mờ, đỏ và đôi khi là cảm thấy chớp sáng, đòi hỏi phải chớp mắt nhiều lần. Muốn tránh hiện tượng này xảy ra, hãy đảm bảo màn hình có độ sáng cần thiết, tránh lóa vì sáng quá, cũng không quá tối vì dễ gây mỏi. Ngoài ra, nếu bị cận hoặc là viễn, hãy đảm bảo bạn đang đeo một chiếc kính đúng số, nếu không thì mắt cũng rất nhanh mỏi. Và điều quan trọng nhất là hãy sử dụng các thiết bị điện tử một cách thật điều độ. Và hội chứng thứ năm cũng là hội chứng cuối cùng trong danh sách của X-Studio, hội chứng hoang tưởng rung điện thoại, Phantom Vibration Syndrome, hay gọi tắt là PVS. Hẳn là ai trong chúng ta cũng đã từng 1-2 lần trải nghiệm với hiện tượng là cảm thấy smartphone trong túi rung lên, nhưng khi kiểm tra lại không hề thấy có tin nhắn hay là cuộc gọi nào cả. Theo các nhà khoa học, thủ phạm gây ra hiện tượng điện thoại ma này có tên là hội chứng tưởng tượng rung điện thoại, Phantom Vibration Syndrome PVS. Các nhà nghiên cứu đến từ Massachusetts của Mỹ đặt giả thuyết rằng những tín hiệu giả này có thể là kết quả của việc xử lý sai tín hiệu cảm giác của vỏ não. Họ cho rằng những người bận rộn thường xuyên liên lạc qua smartphone, não bộ sẽ thường xuyên hiểu sai ý nghĩa của những loại thông tin như là sự cọ sát của não vào cơ thể, kích thích tri giác khác và thành ảo giác smartphone rung.
hay là do quá mong ngóng tin nhắn và cuộc gọi nào mà ta vô tình khiến não ngợp một lượng thông tin liên quan đến việc này, nên não tạo ảo giác, khiến bạn cảm thấy như là điện thoại rung thật. Nếu muốn giải quyết câu chuyện này, có một cách cực kỳ đơn giản là tắt chế độ rung trong điện thoại, hoặc là đừng cất điện thoại trong túi quần hay là bất kỳ nơi nào tiếp xúc với cơ thể. Và vừa rồi là danh sách 5 căn bệnh rất dị mà X-Studio đã tổng hợp liên quan đến việc là sử dụng smartphone quá nhiều. Dẫu biết là trong cuộc sống hiện nay thì chiếc smartphone là thứ cực kỳ tối quan trọng, nhưng mà cái gì cũng vậy anh em nhé, hãy luôn nhớ rằng phải thật điều độ. Và vậy thôi, nếu anh em cảm thấy video này hữu ích, nhớ bấm like và subscribe để luôn 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 đồng hành cùng X-Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.